Dạo ốc mùa già cũng đẻ nước ngập chân mà không mà nước ra ta chùa nước tòa này mới sạch sẽ mà đẹp thôi ghê lắm hổ nãy chết có 49 tuổi xong nó nước nó dần lên còn lại cái phần này Honey, there was a flood here and the water came all the way up to here. Really? Recently? Recently.